Eric lần đầu cởi áo khoe hình thể, Hòa Minzy và bạn trai lại phản ứng bá đạo như thế này. Sau một thời gian tập trung cho các dự án cá nhân, mới đây Eric đã tung bộ ảnh mới theo phong cách nam tính bụi bặm, nhưng vẫn giữ được vẻ điển trai nam thần vốn có. Trong bộ ảnh này, thay cho nét thư sinh ngày nào, Eric đã mạnh dạn cởi áo khoe hình thể. Đáng chú ý, ngoài thân hình săn chắc, nam ca sĩ sinh năm 1997 còn khiến dân tình táo hỏa với bộ sưu tập hình xăm khủng trên cơ thể và lần đầu tiên được anh công khai. Eric cho biết do khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh một nam ca sĩ sở hữu ngoại hình hiền lành, thư sinh và có phần kẹo ngọt, nên hình ảnh mới của anh chắc chắn sẽ gây nhiều lạ lẫm. Tuy nhiên đây mới chính là phong cách mà anh muốn hướng tới để làm mới bản thân, như một bước thử nghiệm để chuyển mình trở thành Eric phiên bản trưởng thành hơn trong thời gian tới. Thuộc top những nam ca sĩ bị cho là có phong cách thời trang điệu đà, nhưng thời gian gần đây thì các fan girl cứ phải gọi là điêu đứng với hình ảnh soái ca, khuôn ngầu của chàng Eric. Không chỉ hát hay, giọng ca chạm đáy nỗi đau, còn sở hữu một gu thời trang nổi bật, cá tính và rất xanh điệu. Trong bộ ảnh mới, Eric hoàn toàn thay đổi với phong cách khuôn ngầu, chất chơi hơn là các tạo hình high fashion của anh chàng trước đó. Bên cạnh đó, em út gia đình Hoa Dâm Bụt cũng khoe nhiều bức ảnh nghệ thuật với body vạm vỡ. Dưới bài đăng của Eric, gia đình Hoa Dâm Bụt không thể bỏ qua những bình luận làm nhục em út, khiến các fan không nhịn được cười. Đặc biệt, dòng trạng thái còn có sự hưởng ứng anh rể mới trong gia đình là người yêu của Hòa Minzy. Việc thoải mái khoe hình thể để lộ hình xăm dù có chút táo bạo hay dễ khiến khán giả liên tưởng tới hình ảnh bad boy, vậy nhưng Eric khẳng định tính cách và bản chất của anh vẫn giữ nguyên, không hề có bất cứ sự tác động nào. Phan Ngọc Luân lên tiếng về chuyện đi quá giới hạn với Mr. Đàm sau livestream. Vừa qua, Phan Ngọc Luân lại khiến showbiz Việt dậy sóng khi chia sẻ về việc từng yêu Đàm Vĩnh Hưng, ngủ chung và thậm chí là đi quá giới hạn. Tối 21 tháng 11, có thể đó là một buổi tối không bình yên với showbiz Việt, khi mà nam ca sĩ Phan Ngọc Luân mới chia sẻ một bí mật gây sốc với nhiều người. Trong buổi trò chuyện tại chương trình Một Tiếng Kể Hết, Phan Ngọc Luân cho biết anh và Mr. Đàm từng có thời gian yêu nhau. Nhiều lúc anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân khi ngủ chung giường với ông Hoàng Nhạc Việt và cả hai đã đi quá giới hạn. Phan Ngọc Luân từng là học trò của Mr. Đàm tại The Voice. Anh được nam ca sĩ chỉ bảo quan tâm chăm sóc tận tình, đến mức bây giờ anh cảm thấy khá buồn và tổn thương khi không còn được Đàm Vĩnh Hưng chăm sóc như xưa. Phan Ngọc Luân chia sẻ, sống chung, tập luyện chung và ca hát với anh Hưng, tình cảm ấy ngày càng lớn. Khi mình đụng chạm bờ vai anh Hưng, cảm giác cứ lớn lên mãi, nó không dừng lại được. Rồi Luân nghĩ là chết rồi, chẳng lẽ bây giờ mình thích đàn ông sao? Chẳng lẽ giới tính mình thay đổi sao? Luân đã từng cho rằng đấy chỉ là cảm xúc qua, mình đã cố coi như nó bình thường. Xong đến lúc ngủ chung, cái cảm giác ấy lại không kiểm soát được, không kiềm chế được. Có những chuyện mình không thể kể ra ở đây, chỉ nói được đến đó thôi. Liên lạc với phía Phan Ngọc Luân sau khi livestream kết thúc, đại diện phát ngôn của nam ca sĩ cho biết, thời gian tham gia The Voice, Ngọc Luân là con trai mới lớn từ dưới quê lên, mà được anh Đàm quan tâm chăm sóc nhiều nên rung động. Nhiều người cho rằng đó là tình cảm song phương, nhưng thực ra chỉ là Ngọc Luân đơn phương thích anh Đàm thôi. Bây giờ anh Luân vẫn có người yêu là bạn gái lớn hơn Luân 2-3 tuổi, không tiện chia sẻ thêm. Và có thể nói anh Đàm là người đàn ông duy nhất mà Ngọc Luân có tình cảm từ trước tới nay. Chia sẻ như vậy, Luân rất sợ anh Đàm giận, vì trong lúc nói chuyện thì có những từ ngữ dễ khiến người khác hiểu lầm. Ví dụ như đi quá giới hạn ở đây chỉ là ôm hôn tình cảm thầy trò thân thiết, nên thể hiện vậy thôi, chỉ dừng ở đó chứ không có gì khác cả. Trước câu hỏi việc Ngọc Luân vừa ra mắt mới MV mà lại tiết lộ những điều gây sốc như thế này, lại không sợ bị dư luận cho rằng cố tình tạo scandal để nổi tiếng, phía Phan Ngọc Luân cho biết, nếu muốn PR cho MV thì nam ca sĩ đã chia sẻ trước khi ra MV, chứ không phải đến tận bây giờ. Người này cũng chia sẻ thêm, chuyện tình 6 năm đề cập trong MV cũng là về Mr. Đàm. Dù tình cảm chỉ là đơn phương và thoáng qua, nhưng đến giờ nghĩ lại thì Phan Ngọc Luân vẫn cảm thấy buồn. Bà bầu Nhã Phương tích cực diện đồ đôi cùng Trường Giang, liên tục che chắn vòng hai kỹ lưỡng. Không còn e ngại che giấu đối phương trên mạng xã hội nữa, mà cả hai vợ chồng Trường Giang đều thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Mới đây trên trang Instagram, Nhã Phương vừa chia sẻ hình ảnh nhí nhố cùng ông xã khi cả hai đang ngồi trên máy bay. Có thể khung ảnh này được cả hai chụp lại trong chuyến lên đường sang Mỹ lưu diễn, và hiện tại Trường Giang vẫn đang thực hiện các show phục vụ kiều bào tại đây. Nhã Phương không đính kèm chú thích nào mà chỉ hào hứng cười a hi hi cho bức ảnh hai vợ chồng diện áo đôi, nón đôi. Có thể nói sau đám cưới thì cả hai còn tích cực phát huy việc chọn trang phục giống hệt nhau mỗi khi đi ra ngoài. Hầu như các ảnh về sau này đều thấy hai vợ chồng diện quần áo tông xuyệt tông.
Trong lúc đang mang thai con đầu lòng, diễn viên tuổi thanh xuân vẫn hoạt động nghệ thuật như bình thường. Cô thường xuyên xuất hiện tại phim trường với các lịch quay chụp hình. Khi anh có chuyến lưu diễn, phục vụ khán giả tại hải ngoại thì người đẹp cũng đồng hành với chồng trong chuyến đi này. Nhã Phương đi lưu diễn cùng ông xã và khoảnh khắc này càng lộ rõ vòng hai lùm xùm. Có thể nói, vẻ mặt và vóc dáng của bà xã Trường Giang ở hiện tại đích thị là phụ nữ đang mang thai. Trường Giang là một nghệ sĩ đắt xô tại hải ngoại, đặc biệt là Mỹ, hầu như năm nào anh cũng đến nơi này. Trải qua quá nhiều tin đồn scandal thì cặp đôi này cũng trở về với nhau và cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc, và chỉ trong một thời gian ngắn nữa thì họ sẽ chính thức lên chức ba mẹ. Trước đó, hình ảnh lộ bụng bầu của nữ diễn viên cũng thường xuyên bị mọi người bắt gặp. Dương Triệu Vũ dằn mặt Phan Ngọc Luân, đừng để anh Hân phải lên tiếng hay hành động. Bị réo tên trong cuộc phỏng vấn của Phan Ngọc Luân, Dương Triệu Vũ nhanh chóng viết một status dài để dằn mặt đàn em mà anh cho là sóng thất đức. Trong một talk show mới đây, nam ca sĩ Phan Ngọc Luân gây sốc khi trải lòng về tin đồn yêu đương với đàn anh Đàm Vĩnh Hưng. Kể từ khi là học trò của Mr. Đàm tại Giọng Hát Việt 2012, giọng ca họ Phan bắt đầu thương trộm nhớ người thầy. Trong thời gian cuộc thi diễn ra, Phan Ngọc Luân thường qua nhà sư phụ tập luyện. Có những hôm tập muộn anh phải ngủ lại nhà Đàm Vĩnh Hưng. Khá thẳng thắn, Phan Ngọc Luân tiết lộ luôn ngủ chung giường với Mr. Đàm, thậm chí thừa nhận đã ngủ chung giường quá mức bình thường. Sống chung, tập luyện chung và ca hát với anh Hưng, tình cảm ấy ngày càng lớn. Khi mình đụng chạm bá vai anh Hưng, cảm giác cứ lớn lên mãi, nó không dừng lại được. Rồi luôn nghĩ là chết rồi, chẳng lẽ bây giờ mình thích đàn ông sao? Chẳng lẽ giới tính mình thay đổi sao? Luân đã từng cho rằng đấy chỉ là cảm xúc thoáng qua. Mình đã cố coi như nó bình thường. Xong đến lúc ngủ chung, cái cảm giác ấy lại không kiểm soát được, không kiềm chế được. Có những chuyện mình không thể kể ra đây, chỉ nói được đến đó thôi. Cái chuyện ngủ chung giường của Luân cũng hơi quá bình thường một chút, giọng ca họ Phan kể. Cũng vì được Mr. Đàm yêu thương chăm sóc rất tận tình, nên sự xuất hiện của Dương Triệu Vũ sau đó khiến Phan Ngọc Luân cảm thấy chạnh lòng. Theo lời họ Phan, Dương Triệu Vũ là một trong những lý do khiến anh và người thầy dừng cách xa nhau. Anh Hưng gần đây có lên báo và dành tình cảm cho một người, đó là anh Tin. Anh Tin là tên gọi thường ngày của anh Vũ. Khi đi họp báo, anh Hưng chăm sóc anh Tin, lúc nào cũng giới thiệu anh Tin đầu tiên. Nhưng thời điểm này anh Hưng vẫn dành tình cảm cho Luân, nên Luân không nghĩ nhiều. Luân chẳng có cảm giác gì hết, gần đây mình đã xa anh Hưng hơi quá. Rồi đọc báo thấy anh Hưng anh Vũ xem nhau cực kỳ thân thiết, giống như họ là người yêu mà chưa công nhận thôi. Anh Hưng và anh Vũ quen biết nhau từ nhỏ, nhưng đấy chỉ là tình cảm lúc nhỏ thôi. Còn Luân quen anh Hưng hồi năm 2012, lúc đó đã lớn rồi. Luân nghĩ tình cảm của mình đến trước, Luân đến trước sau đó anh Vũ mới tới. Luân nghĩ người thứ ba không phải mình rồi, là anh Vũ đấy chứ, Phan Ngọc Luân kể. Cũng vì ghen tuông, Phan Ngọc Luân không giấu nổi nỗi buồn khi xem những chương trình có Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ cùng làm giám khảo. Thậm chí, nam ca sĩ luôn mơ ước được thế chỗ đàn anh họ Dương trong những chương trình ấy. Phan Ngọc Luân kể thêm, mỗi khi nhắn tin với Dương Triệu Vũ thì anh luôn cố kiềm chế sự tức giận để không phải thốt ra những điều không đúng. Mình phải cố gắng kiềm chế để không lộ ra sự tức giận. Luân hơi ghen với anh Vũ, nam ca sĩ thẳng thắn cho biết. Sau khi bị Phan Ngọc Luân réo tên trong cuộc phỏng vấn, phía Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa có động thái phản hồi. Tuy nhiên, Dương Triệu Vũ nhanh chóng viết một status dài để dằn mặt đàn em mà anh cho có cách sống thất đức. Nguyên văn phản hồi của Dương Triệu Vũ: Luân ơi, anh định không lên tiếng gì về chuyện này, nhưng thật sự anh thấy tội cho em nên anh mới nói. Em phải biết phân biệt được giữa nổi tiếng và tai tiếng. Hai cái tưởng chừng như là một nhưng thật sự khác xa lắm. Một cái là được người ta yêu quý bằng khả năng thực lực, một cái là bắt người ta chú ý bằng những việc không hay hoặc lố bịch. Có những ngôi sao đi theo con đường đó, rồi 2-3 tháng sau em thấy họ còn ở đâu. Em là một đứa có thực lực, vì thế không nên hạ thấp bản thân mình như vậy. Điều làm anh lo lắng nhất là cái đã làm em túng quẫn đến mức đưa mình vào thế như vậy và bán luôn danh dự của người em từng gọi là thầy, là đại ca, người đã giúp em thật nhiều, tất cả chỉ vì câu view. Điều em đang làm thất đức vừa thiếu nhân cách. Anh nghĩ em đừng nên để anh Hưng phải lên tiếng hoặc hành động, vì em thừa hiểu tính anh Hưng như thế nào. Và dĩ nhiên anh Hưng dư những bằng chứng về việc em muốn tạo scandal trên danh nghĩa của anh và anh Hưng. Em nên suy nghĩ lại thật kỹ mình muốn gì và nên tự có hành động trước khi em không thể cứu vãn nổi. Anh viết những điều này chỉ vì em còn gọi anh hai tiếng anh Tin, Dương Triệu Vũ. Hoài Lâm lần đầu tiên xuất hiện cùng bạn gái sau tuyên bố giải nghệ, đáng chú ý là bé gái 1 tuổi.
Nhiều người phải công nhận Hoài Lâm giữ bí mật quá giỏi, mà sốc hơn nữa là không chỉ có một bé gái, bạn gái của anh còn có bé thứ hai luôn rồi. Hoài Lâm sinh năm 1995, là con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, được đông đảo khán giả biết đến sau khi trở thành quán quân trong chương trình Gương Mặt Thân Quen 2014. Tưởng chừng xuất phát điểm tuyệt vời này sẽ khiến Hoài Lâm trở thành ngôi sao lớn trong làng giải trí, thì anh lại bất ngờ công khai chuyện hẹn hò với Cindy Lư, Lưu Hoàng Bảo Ngọc, cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc. Cũng kể từ đây, sự nghiệp của Hoài Lâm tụt dốc không phanh. Được biết, chuyện tình yêu của Hoài Lâm và Bảo Ngọc gặp nhiều sóng gió vì bị gia đình hai bên ngăn cấm. Đặc biệt hơn là vì chuyện này cùng với nhiều lùm xùm khác mà bố nuôi Hoài Linh đã từ mặt Hoài Lâm, hiện tại anh sống khá kín tiếng, con đường nghệ thuật không có gì nổi trội. Hơn một năm trở lại đây, có không ít tin đồn râm ran rằng Hoài Lâm và Cindy Lư đã sống chung, còn có con với nhau, rồi bởi nhiều hình ảnh được xem là minh chứng cho điều đó. Trước đây, một số hình ảnh của Cindy Lư được chụp lại với vòng hai lùm xùm. Một thời gian sau đó thì lại tiếp tục có những hình ảnh được cho là Hoài Lâm đang bế con, thậm chí bạn gái của anh còn bị đồn là mang thai lần hai. Mới đây, một số hình ảnh được cho là lễ thôi nôi của con gái Hoài Lâm được tiết lộ. Trong ảnh là Hoài Lâm với bạn gái chụp cùng một bé gái. Có thể thấy, tên của bé gái này là Vi Lâm. Dù bị đồn đoán nhiều, nhưng Hoài Lâm vẫn chưa một lần xác nhận thông tin này. Hình ảnh được cho là tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái Hoài Lâm được chia sẻ. Bé gái được che mặt trong hình được cho là con gái của Hoài Lâm và Cindy Lư. Bé gái tên Vi Lâm. Có người còn nói rằng Hoài Lâm và bạn gái sống chung dù chưa cưới. Có người còn khẳng định rằng Cindy Lư đã sinh thêm bé thứ hai. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước thông tin này. Hình ảnh được cho là Cindy Lư đang bế con gái đầu lòng và mang bầu em bé thứ hai. Trước đó cô lộ khoảnh khắc vòng hai lùm xùm. Còn đây là hình ảnh được cho là Hoài Lâm đang bế con gái. Bé gái này thường xuất hiện trong ảnh gia đình của Cindy Lư. Chuyện tình của Hoài Lâm và Cindy Lư làm tốn khá nhiều giấy mực báo chí. Vì đời tư tai tiếng, Hoài Lâm còn bị cha nuôi Hoài Linh từ mặt.